Không phải ngẫu nhiên mà Đại Bàng trở thành biểu tượng của nhiều quốc gia, được mệnh danh là vị chúa tể bầu trời. Đại Bàng mạnh mẽ, hùng dũng, tượng trưng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và sự bất tử. Một, Đại Bàng con được trưởng thành trong gai nhọn và huấn luyện sống chết bằng cách lót chiếc tổ bằng gai, trên có phủ lớp lá mềm. Đại Bàng mẹ và Đại Bàng cha đẩy những chú Đại Bàng non nớt ra khỏi tổ khi chúng chao đảo và cố bay ngược về. Đại Bàng mẹ rút hết lớp lá mềm để chiếc tổ chỉ còn lại gai nhọn, buộc Đại Bàng con phải rời khỏi tổ rất nhanh xuống. Đến lúc đó, nó mới được cứu bởi Đại Bàng cha. Bài học này sẽ được thực hành liên tục cho đến khi Đại Bàng con bắt đầu biết bộ cánh bay. Cũng giống như thách thức càng lớn, con người càng trưởng thành. 2. Đại Bàng không ăn những thứ đã chết, mà chỉ thích săn mồi và ăn khi con mồi còn tươi mới. Phải nhớ rằng những gì chúng ta đã có rồi sẽ bị cũ đi và lỗi thời. Vì vậy, cần làm mới bản thân bằng cách học hỏi, thay đổi và tiến bộ hàng ngày. 3. Đại Bàng có tầm nhìn 5 km. Một khi phát hiện ra con mồi từ xa, nó sẽ chú tâm và dành sự tập trung tuyệt đối vào con mồi, và dường như chưa bao giờ thất bại. Điều đó nói lên rằng tầm nhìn xa và rộng luôn là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. 4. Đại Bàng vút bay ở độ cao rất lớn, không bay chung với các loài chim khác. Chúng ta không cần phải giống với mọi người, chúng ta hoàn toàn có thể trở nên khác biệt. 5. Đại Bàng bay không loài chim nào địch nổi, với tốc độ rất nhanh trên 320 km/h. Một khi phát hiện ra con mồi từ xa, chúng dành sự tập trung tuyệt đối và thiết lập ra cách tiếp cận nhằm bắt cho được con mồi đó. Nếu bạn có sự kiên định, tập trung cao độ và nắm bắt nhanh, thì không có vấn đề gì trong cuộc sống có thể gây trở ngại cho bạn trên con đường tiến lên phía trước. 6. Bão đến. Trong khi các loài chim khác đi tìm nơi trú ẩn, nhưng Đại Bàng thì không. Chúng thích đương đầu với các cơn bão. Gió và bão cho Đại Bàng cơ hội để lướt cao hơn từ đôi cánh của mình. Điều này dạy chúng ta rằng, nếu biết tận dụng để biến những cơn bão của cuộc sống thành điều thuận lợi, chúng ta sẽ thưởng thức thành quả qua những thách thức và nâng bản thân lên tầm cao mới. 7. Đại Bàng là một loài vật đặc biệt, bởi nó luôn có cách thức để kiểm tra trước khi đặt niềm tin vào con khác. Và một khi đã tin, niềm tin ấy là tuyệt đối. Như cách thử thách khốc liệt của Đại Bàng cái với Đại Bàng đực trước khi bị chinh phục. Nó luôn đưa ra những đề thi khắc nghiệt và nghẹt thở, như việc bay cao hơn, xa hơn, nhanh hơn trong vài giờ liên tục, cho đến khi nó hoàn toàn bị thuyết phục. Cũng giống như trong đời sống cá nhân hay kinh doanh, việc đặt niềm tin đúng chỗ và sự cam kết cao là những yếu tố tối quan trọng cho cuộc sống thành công và hạnh phúc. 8. Khi Đại Bàng trở nên già nua, nó sẽ phải trải qua một cuộc lột xác đau đớn kéo dài 150 ngày bằng cách tìm đến một nơi sâu trong hang đá, đập vỡ mỏ và móng vuốt, tự nhổ hết tất cả lông của mình và ở lại hang cho đến khi lông và móng mới phát triển hoàn toàn mới trở lại cuộc sống. Đó là sự kỳ diệu của tái sinh. Điều này nhắc nhở rằng, thi thoảng chúng ta cần gạt bỏ những thói quen cũ, những thứ không cần thiết, những điều gây gánh nặng để làm cho mọi thứ trong cuộc sống trở nên thuận lợi tốt đẹp hơn. Những đặc tính khác biệt và duy nhất đó của Đại Bàng đã trở thành bài học vô cùng quý giá cho con người, nhất là với những ai khát khao trở thành những nhà lãnh đạo tương lai. Chọn Đại Bàng là biểu tượng của mình, IEC tin rằng mỗi người trẻ đều ẩn chứa trong mình một dũng khí Đại Bàng, và nhiệm vụ của chúng tôi là đánh thức giấc ngủ của con Đại Bàng ấy, để tạo nên một thế hệ trẻ mang lý tưởng lớn, ý chí kiên cường, thực lực vượt trội, có tầm nhìn và sẵn sàng cống hiến.